Đại sứ Hoàn Mỹ do Hoa hậu Hương Giang và ekip sản xuất có lẽ là chương trình nhỏ nhất thời gian gần đây, bởi lẽ hàng loạt ồn ào lẫn sự cố đã liên tiếp xảy ra trong suốt quá trình lên sóng. Từ bị anti-fan Hương Giang đòi đánh sập YouTube, thí sinh tố chương trình đến hư file hay bị tố đạo nhái vương miện đều đủ cả. Và đến thời điểm hiện tại, ở chặng cuối của chương trình, Đại sứ Hoàn Mỹ tiếp tục bị sao thị phi chiếu khi được cho là đã lộ kết quả chung cuộc dù chưa phát sóng tập cuối cùng. Cụ thể, theo dự kiến, tập cuối của Đại sứ Hoàn Mỹ sẽ phát sóng vào ngày 23 tháng 1. Tuy nhiên, từ tối 17 tháng 1, dân mạng đã dần dần share một đoạn video được cho là kết quả chung cuộc của chương trình thực tế này. Trong đoạn clip, Phùng Trương Chân Đài được xướng tên ở vị trí Tân Đại sứ Hoàn Mỹ 2020. Không những thế, Chân Đài đã rất xúc động và chia sẻ về kế hoạch sử dụng số tiền thưởng được chương trình trao tặng. Ngoài kia còn rất nhiều người khó khăn và Chân Đài muốn chia sẻ lòng yêu thương của mình, nên Chân Đài sẽ trích 50% số tiền thưởng của mình để ủng hộ cho những người chuyển giới lớn tuổi và trẻ em cơ nhỡ. Ở một diễn biến khác, bức ảnh tiết lộ các kết quả khác của chương trình cũng gây xôn xao. Đáng chú ý, Lương Mỹ Kỳ và Tương Vi, hai cái tên được đánh giá gờm nhất tại cuộc thi, được cho là sẽ lần lượt đứng ở vị trí Á hậu 1 và Á hậu 2. Tuy nhiên, nhiều người cũng không quá bất ngờ bởi trước đó đã có rất nhiều thông tin dự đoán kết quả này, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ với Phùng Trương Chân Đài. Vài dự đoán của netizen trước đêm chung kết như sau. Phải vậy chứ, trông tây quá trời, vừa nữ tính vừa không bị bánh bèo. 2020 Chân Đài, 2021 Mỹ Kỳ, ai sẽ giành Miss International Queen, Hoa hậu chuyển giới quốc tế đây? Top 3 Đại sứ Hoàn Mỹ gọi tên Chân Đài, Mỹ Kỳ và Tường Vi. Hiện tại vẫn chưa biết những thông tin này là thật hay không, nhưng vẫn được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội trước thời điểm chung kết chương trình sẽ lên sóng vào ngày 23 tháng 1 tới. Đại sứ Hoàn Mỹ 2020 là cuộc thi nhan sắc dành cho thí sinh chuyển giới, nhằm tìm ra người đẹp chinh chiến ở cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Khi chưa lên sóng, chương trình đã gây ồn ào vì lùm xùm đời tư của host cuộc thi Hương Giang. Đến khi lên sóng, Đại sứ Hoàn Mỹ liên tục dính lùm xùm. Đầu tiên, sau khi kết thúc tập 1, thí sinh có tên Đào Anh được cho là đã tố chương trình cắt ghép, đổi trắng thay đen, cố tình tắt hiệu ứng làm đẹp khi cô xuất hiện. Trước khi tập 1 lên sóng, Đào Anh cũng tố chương trình chọn thí sinh một cách khó hiểu, có người không cần casting vẫn vào thẳng top 55. Với Đào Anh, cô không được huấn luyện viên lựa chọn nên phải ra về. Trong tập 2 Đại sứ Hoàn Mỹ 2020, thí sinh Tường Danh bất ngờ bị chỉ trích vì thái độ. Cụ thể, trong lớp học tạo dáng do huấn luyện viên Minh Tú chỉ dạy, Tường Danh làm theo hướng dẫn của Minh Tú nhưng sau đó đưa ra những nhận định mâu thuẫn với cách hướng dẫn của huấn luyện viên. Minh Tú nhanh chóng giải thích cho Tường Danh. Minh Tú nghĩ là Tường Danh đang hiểu lầm và cần thư giãn và hít thật sâu. Lớp học này chỉ chia sẻ những bí quyết để bạn có những bức ảnh đẹp nhất. Sau lớp học và thử thách, Tường Danh bị Minh Tú loại. Rời khỏi chương trình, Tường Danh vẫn hứng sự chỉ trích từ phía cư dân mạng. Để giải vây cho thí sinh này, Minh Tú đã lên tiếng. Minh Tú chia sẻ Tường Danh khá căng thẳng do có sử dụng hormone hỗ trợ cũng như chưa bắt kịp thời gian ghi hình dày đặc. Vì vậy, cô cho rằng việc Tường Danh có thái độ không đúng đắn là điều đáng được thông cảm. Giám khảo diện đồ lông thú ngược đãi động vật. Cũng trong tập 2 Đại sứ Hoàn Mỹ 2020, Hoa hậu Oanh Lê đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi diện phụ kiện lông thú khi làm giám khảo. Phía Oanh Lê sau đó phải lập tức đính chính phụ kiện sử dụng chất liệu nhân tạo. Oanh Lê cho biết thêm, bản thân cô vốn là người hưởng ứng các phong trào bảo vệ môi trường, lựa chọn lối sống xanh sạch. Người đẹp thậm chí đã quyết định ăn chay trường và tuyệt đối không sử dụng áo lông thú động vật. Bên cạnh loạt drama giữa các người đẹp, khán giả còn tranh cãi về thử thách của ban tổ chức dành cho các thí sinh. Đặc biệt, nhà thiết kế Đức Vinci còn công khai lên án Đại sứ Hoàn Mỹ 2020 vì có hành động ngược đãi động vật. Cụ thể, trên trang cá nhân, Đức Vinci đăng tải hình ảnh thí sinh đội Minh Tú thực hiện thử thách chụp hình cùng cá sấu và sản phẩm. Anh tỏ thái độ tức giận viết, đây là một hành động ngược đãi động vật, tôi lên án hành động này của chương trình. Trong khi đó, một số ý kiến lại cho rằng đây là việc nên làm để đảm bảo an toàn cho thí sinh. Trước mọi ồn ào tranh cãi, ban tổ chức Đại sứ Hoàn Mỹ 2020 vẫn chưa có phát ngôn chính thức.